Ngày 29 tháng 11, Masterize Home đã khai trương Sale Gallery, khu nhà mẫu của dự án The Global City. Đây được xem là Sale Gallery lớn nhất Việt Nam với quy mô 10.000 m². Được thiết kế độc đáo và quy mô kết hợp với công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. The Global City Sale Gallery tọa lạc tại vị trí trung tâm của đại đô thị, nằm cạnh khu kênh đào nơi diễn ra lễ hội nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Nhìn từ kiến trúc bên ngoài, Sale Gallery như một đôi cánh hùng vĩ. Đây cũng là Sale Gallery đầu tiên có diện tích mặt nước bao quanh lớn nhất Việt Nam. Bên trong là không gian rộng lớn, thoáng đãng với chiều cao trần vượt trội. Các khu vực chung được thiết kế theo phong cách mở, cùng các phòng chức năng như phòng họp, phòng trình chiếu, khu vực triển lãm. Tổ chức sự kiện, The Global City Sale Gallery được thiết kế và xây dựng với mục đích vượt lên mọi kỳ vọng về một nhà mẫu thông thường. Không chỉ là địa điểm để tiếp đón khách hàng, tham quan dự án. Đây chính là mô hình Lifestyle Hub, trung tâm trải nghiệm phong cách sống lớn nhất Việt Nam, hội tụ các tiện ích đẳng cấp, nơi diễn ra các sự kiện hợp tác kinh doanh và thưởng lãm nghệ thuật. Sau khi hoàn thành, Sale Gallery sẽ có khu vực F&B riêng với sự tham gia của các thương hiệu F&B, dịch vụ ăn uống hàng đầu. Ngay sau lễ khai trương, Masterize Home đã ký kết hợp tác thương mại cùng các thương hiệu F&B nổi tiếng như Pizza 4, Pasteur Street Brewing, chuỗi thương hiệu Yen Sushi và Sake Pub, Yen Sushi Premium, Samoji, Omasake, My Life Coffee thuộc hệ thống My Life Company, đánh dấu sự có mặt của các thương hiệu này tại khu đô thị The Global City, góp phần hoàn thiện tiện ích dịch vụ, gia tăng sức hút và giá trị đầu tư cho khu nhà phố Soho phân khu được mở bán đầu tiên tại The Global City.